Chào mấy chị đã đến với kênh của Phát Auto. Thì hôm nay chúng em vừa hoàn thiện xong một chiếc VinFast VF6 cách âm full xe. Đó, full xe thì bao gồm vị trí là sàn, cốp, cửa, trần. Ngoài ra còn có 4 hút bánh nữa. Đây. Mọi người thấy rất là chắc. Đó. Thì ngoài ra xe này còn làm thêm một bộ cốp điện sản xuất riêng dành cho dòng xe VF6 này luôn ha. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cho mấy anh chị xem cái bộ này nó sử dụng như thế nào ha. Rồi. Mọi người vừa mở cửa ra là có thể thấy một cái nút bấm mà em thiết kế để anh chị bấm mở cốp ở đây. Bấm mở cốp ở nút này, ấn một cái là được nha. Đó, thì xe này có vài cách để mở cốp như sau. Thứ nhất là nút bấm này. Thứ hai là giọng nói VV. Thứ ba là nút mở cốp trên màn hình. Thứ tư là chìa khóa. Thứ năm là bấm bằng tay ở dưới đây, có nút bấm. Nút bấm đóng mở cốp dưới đây. Và thứ sáu là đá cốp nha. Có rất rất là nhiều cách mở cốp luôn. Đó, giờ mình sẽ thực hiện từng cách một cho mấy anh chị xem nó hoạt động như thế nào ha. Đây, em sẽ mở nút mở cốp này. Đó, anh quay qua cốp. Ấn một cái là được nha, ấn cái mở ra, ấn cái đóng vào. Còn VV với nút bấm trên màn hình thì chỉ được mở được thôi nha, không đóng được. Rồi, đây là cách thứ nhất ha, là nút bấm em lắp thêm. Rồi. Cách thứ hai là em mở lên chìa khóa, mở chìa khóa chỗ mở cốp zin của chìa khóa zin nè, cũng ấn một cái thôi. Đó. Rồi, đóng thì mấy anh chị cũng ấn một cái thôi. Cái này nó vẫn có chấm kẹp đầy đủ hết nha. Đó. Rồi, đặc biệt thì xe này bản cao bản thấp của nó là đều không có cốp điện nha mấy anh chị. Đây là phiên bản cao, tiếp tục mở cái bằng tay ở phía sau cốp đi, một lát anh sẽ vào bên trong xe sau. Đây, có nút bấm như này, ấn cái là lên. Đây là nút bấm em lắp thêm đây. Sẽ khoan lắp như này rất là đẹp. Nó giống như bao cái xe zin khác thôi, ấn vào là đóng nè. Đó. Rồi, tiếp tục là đá cốp nha. Đá cốp thì em có dán một cái tem cho mấy anh chị dễ nhận biết là cái vị trí cảm biến em đặt ha. Em sẽ đá thử nha. Cực kỳ là nhạy luôn. Đúng là sản xuất riêng cho dòng xe ha. VF6. Đây là cái bộ hộp bên ngoài. Rồi bây giờ mình vào bên trong xem, tiếp tục mở hai cách còn lại đi. Em sẽ đạp phanh khởi động rồi em nói VV xem nó hiểu không ha. Chỉ mở thôi nha, không đóng luôn nha. Đóng rồi mấy anh chị phải ấn nút này. Rồi, hey VinFast. Mở cốp. Rồi quay phía sau cốp đi. Tại nãy mình nói thêm cái câu phía sau nên là VV nó đợi mình nói hết nó mở đó mọi người. Mình nói mở cốp xong mình im luôn thì nó sẽ mở liền thôi. Rồi, hai VinFast đóng cốp. Đó, không đóng thường nha, chỉ mở thôi nha. Và mình sẽ đóng bằng nút bấm ở đây, anh quay lên đây đi. Đó, ấn một cái vào là được. Rồi. Cái này đi qua đi lại nó hơi mất thời gian. Rồi. Tiếp tục là em sẽ mở cốp bằng nút cảm ứng trên màn hình luôn. Đây, anh quay vào màn hình nè. Có cái nút mở khóa cốp sau ở đây. Xe VF8 em nhớ là mở được và đóng được trên màn hình luôn. Còn VF6 chỉ mở được thôi. Rồi, nhìn vào gương thì mấy anh chị thấy cốp đã lên rồi ha. Bây giờ anh quay vô đây em sẽ đóng cốp thử xem được không ha. Em đã test nhiều lần rồi, không được. Đó, chỉ mở thôi. Hệ thống zin thì chỉ mở cốp thôi nha. Rồi, đó là những cách mà mở cốp em vừa quay cho mấy anh chị xem. Thì bộ cốp điện này giá cũng rất là rẻ thôi. Đó, nó không đắt hơn những dòng cốp điện trung bình ở bên ngoài. Mặc dù nó là hàng sản xuất riêng nha, giá thành cũng rất là rẻ, rất là ok. Nếu mấy chị sử dụng thì tặng luôn cho mấy chị là bộ đá cốp luôn ha, giá chưa đến 10 triệu. Đó. Bảo hành 2 năm. Nếu mấy chị có đang sử dụng VF6, có thấy sản phẩm này phù hợp với xe của mình thì có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm cũng như giá cả nha.